Ngày 22 tháng 4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại thành phố Sông Công. Qua kiểm tra cho thấy, hiện có khoảng 30% trên tổng số 1.400 hectare lúa xuân trên địa bàn đang bị nhiễm bệnh khô vằn, nhiều nhất là ở các chân ruộng cấy mật độ dày, nhiều đạm, ở hầu hết các chân ruộng ở các xã phường. Cái điều kiện thời tiết vụ xuân năm nay thì đầu vụ thì tương đối là thuận lợi. Thế nhưng mà sang đến tháng 3 thì cái số ngày trời nắng thì ít, số giờ nắng ít, cho nên là lúa năm nay thì phát triển nó chậm hơn so với nhiều năm trước. Hiện nay cây lúa đang ở giai đoạn đứng cái làm đồng, một số diện tích cấy sớm đang giai đoạn đồng già chỗ bông. Do điều kiện thời tiết mưa ẩm nhiều, rất thích hợp cho các đối tượng gây bệnh hại trên cây trồng, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên cây lúa từ giai đoạn chỗ bông trở đi. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, đối với bệnh đạo ôn, các biện pháp phòng trừ là quan trọng nhất. Ruộng là cũng có những cái vết bệnh đạo ôn trên lá, tỷ lệ hại là từ 5 đến 10% lá bị hại. Chúng tôi đã ra một cái hướng dẫn thông báo về phòng trừ bệnh đạo ôn của bông trên cây lúa, đặc biệt đối với những trà chỗ trước ngày 20 tháng 4. Do điều kiện thời tiết nên là chúng tôi chỉ đạo là phòng trừ là trước và sau khi chỗ bông. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã khuyến cáo bà con nên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh kịp thời, từ đó có biện pháp phòng trừ hiệu quả, tranh thủ thời tiết tạnh giáo vào buổi chiều, tiến hành phun thuốc trước và sau khi lúa chỗ bông, đồng thời cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp để vừa sử dụng thuốc hiệu quả, tránh gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.